Brazil cách đây gần một năm vào ngày 31/10/2019. Giống như Phượng Hoàng Lửa ở Sài Gòn vậy, nhưng Brazil thì không có may mắn. Brazil đang đứng top 2 thế giới về số ca nhiễm Covid, liệu có trùng hợp chăng? Thêm nữa, Phượng Hoàng tái sinh cho điểm lành, nhưng nhớ là trước khi tái sinh thì Phượng Hoàng phải chết trước đã. Nó sẽ tái sinh ở trong đống tro tàn.